Cái này Jess nói ra hơi painful nhưng mà nó là sự thật. Chúng ta sử dụng nó hàng năm trời, hàng chục năm trời. Thì hãy xem xét lại cái quyết định này của mình. Thì chạm một cái thôi là chúng ta sẽ thấy vân tay và cái đó rất khó xử lý. Thì chắc chắn với các bạn một điều là các bạn sẽ không hề muốn ngồi lên cái sofa đó. Thực tế là nếu mà cái ghế đó kế bên cái giường ngủ thì thực sự là mình sẽ ngồi trên cái giường ngủ mình đọc sách. Chúng ta cảm thấy là khó quá, chúng ta hay thường bỏ qua lắm. Thì chắc là sẽ có nhiều bạn phản đối. Tuy nhiên đây là cái ý kiến riêng của Jess. Chào mọi người, lại là Jess đây. Chào mừng các bạn đã quay lại với Cast Studio Channel. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về những món đồ nội thất không hề có tính ứng dụng cao. Nếu như bạn là một người thích những đồ nội thất có tính ứng dụng cao, functional, công năng thì không nên áp dụng hoặc mua những món đồ nội thất sau đây. Jess cũng có một chút xíu disclaimer. Những cái sản phẩm mà Jess nói sau đây nó không phải là mình không thích mà là nó phục vụ cho những người yêu thích công năng nhiều hơn là thẩm mỹ. Khi mà các bạn thích một món gì đó quá mà nó không đủ công năng nhưng nó làm cho bạn hạnh phúc vì nó đẹp theo đúng ý bạn, các bạn có thể mua nó mà hoàn toàn không có gì sai ở đây cả. Những gì mà Jess nói sau đây nó chỉ liên quan tới kinh nghiệm cá nhân của mình và mình nghĩ nó sẽ thiết thực cho những người thực sự thích tính công năng của từng món đồ. Món đồ nội thất đầu tiên mà Jess cảm thấy là nó không có tính ứng dụng cao đó là bàn đầu giường mà không có ngăn kéo. Mọi người hiểu được là khi mà các bạn ở trên giường thì các bạn có nhiều cái hoạt động khác ngoài cái việc ngủ. Các bạn có thể nằm đọc sách, tựa lưng vô cái đầu giường của mình để đọc sách thì kế bên các bạn sẽ có một cái ly trà chẳng hạn. Thì ở đây bàn đầu giường nó sẽ phát huy tác dụng của nó. Đó là một cái bề mặt phẳng để chúng ta để đồ. Đôi khi ngoài những thứ mà chúng ta cần ngay lúc đó thì cũng có nhiều thứ linh tinh khác nữa. Ví dụ như là những thiết bị điện thoại hay là những cái đồng hồ alarm hay là những cuốn sách yêu thích của mọi người để mọi người đặt ở đầu giường để mọi người đọc trước khi ngủ. Theo Jess, theo cá nhân mình thì một bàn đầu giường lý tưởng là một bàn đầu giường có ngăn kéo. Khi mà các bạn có ngăn kéo thì các bạn sẽ bỏ được những cái thứ linh tinh mà mình giấu đi được. Thứ hai là ngăn kéo nó sẽ làm thành một cái mặt phẳng thứ hai ngoài cái mặt phẳng ở phía trên. Mà lý tưởng hơn nữa đó là nó không có chân, có nghĩa là nó được gắn vào tường luôn và nó chống ở bên dưới. Thì thường khi mà Jess làm những cái loại như vậy thì Jess sẽ có thêm cái đèn hắt ở bên dưới chân nữa và dành một cái công tắc riêng cho cái đèn này. Khi mà các bạn có một cái đèn ở phía dưới đáy của bàn đầu giường này á, các bạn chỉ cần bật nó lên nếu mà các bạn muốn đi ra khỏi cái giường của mình mà không làm ảnh hưởng tới người ngủ cạnh. Ngoài ra thì nó còn một cái tác dụng nữa, đó là khi các bạn quét dọn bên dưới nó cũng rất là tiện, tại vì nó không có chân và nó không có còn phải nhấc lên để các bạn hút bụi hay gì cả. Thì đây là tất cả những cái lợi điểm cho một cái bàn đồ giường công năng mà Jess đang nói tới. Cái món đồ nội thất thứ hai mà Jess cảm thấy nó không có functional đó là những cái chén dĩa mà hình thù bất quy tắc mà gần đây đang trend, Jess vô cùng thích. Tuy nhiên thì đây hoàn toàn không phải là những món đồ công năng. Thứ nhất, chiếm diện tích rất nhiều, không gian để dành cho một cái món đồ như vậy nó lớn hơn so với một cái dĩa tròn hay một cái dĩa tiêu chuẩn mà đó giờ chúng ta hay ăn uống. Thứ hai là chúng nó không có thể nào mà xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng được. Đó là cái bài toán về không gian nó không có giải được. Thứ ba là những cái món đồ đó mà các bạn bỏ vô cái máy rửa chén đó, đôi khi nó cũng không vừa luôn. Thì nên suy nghĩ lại trước khi chúng ta sở hữu những món đồ như vậy. Đương nhiên là chúng ta có thể mua một vài món để trang trí thì rất là tuyệt vời, tại bản thân Jess cũng có và bản thân Jess cũng đã trải qua cái quá trình painful khi mà sắp xếp nó trong tủ kệ nên mình rất là hiểu cái vấn đề này. Hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những cái nhà cung cấp và bán chén dĩa rất là xinh, không những chỉ xinh thôi mà còn rất là functional nữa, nên các bạn có thể tìm hiểu thêm và suy nghĩ kỹ, nhất là khi nhà các bạn chật á. Món đồ số 3 mà Jess muốn nói tới, đặc biệt là những cái bộ sofa mà nó không có hai cái arm hai bên. Khi mà người ta nghĩ tới thì người sẽ nghĩ tới chuyện là sofa để ngồi, sofa để nằm, nhưng mà thực ra cái bộ sofa nó có thể sử dụng được rất là nhiều cái góc nếu như các bạn mua đúng cái loại sofa và cái chiều cao của armrest của mình á thuận tiện cho mình làm nhiều thứ. Ví dụ như là mình gác cái tay nè, mình ngã cái người lên nè, rồi hay là mình có thể làm nó thành cái gối để mà mình nằm dài ra. Thì cái armrest đó nó phải vừa đủ để phục vụ được cả 3-4 cái mục đích như vậy. Các bạn cứ tưởng tượng bước vào một không gian mà trong đó có nhiều bộ sofa, trong đó có một bộ sofa không có hai cái armrest thì các bạn sẽ không hề muốn ngồi lên cái sofa đó. Thì chúng ta luôn cần một cái gì đó mà nó cover mình nhiều hơn và nó tiện dụng hơn cho hai cái cánh tay của mình. Món đồ số 4. Cái này Jess nói ra hơi painful nhưng mà nó là sự thật. Đối với Jess thì nó thực sự không có tính ứng dụng cao, đó là những cái kệ sách khổng lồ đụng trần.
Jess hiểu về cái sở thích đọc của rất nhiều người và cái sở thích muốn có một cái thư viện ở trong nhà mình. Nhìn nó rất đẹp, nhìn nó như một piece of art. Bản thân mình cũng vậy, mình nhìn vô một cái kệ sách mà full sách, mà toàn sách đẹp nữa thì lại tuyệt vời lắm. Nhưng mà nếu mà tính về tính ứng dụng của một căn nhà, mà căn nhà đó chúng ta sử dụng nó hàng năm trời, hàng chục năm trời, thì hãy xem xét lại cái quyết định này của mình. Một cái kệ sách mà quá cao hoặc là một cái kệ sách đụng trần, cho dù nó có cánh tủ đi nữa thì nó vẫn rất là bám bụi và nó rất là khó sử dụng. Những cái gì mà chúng ta cảm thấy là khó quá chúng ta hay thường bỏ qua lắm. Muốn khuyến khích được cái văn hóa đọc ở trong gia đình, chắc nghĩ là những cái kệ sách quá cao đó sẽ làm cho chúng ta làm biếng, và từ đó nó sẽ trở thành những cái cuốn sách mà không được ai đụng vô, rất là tội nghiệp, và nó cũng sẽ rất là mất thời gian để mà chúng ta có thể quét bụi đi hay là sắp xếp lại, và nó cũng có thể hư nữa, ẩm mốc cũng có thể xảy ra, và cái giấy nó cũng không có còn đẹp nữa, hay là những cái mực của nó sẽ lem lem dần. Jess khuyên là nên dùng những kệ sách ngang tầm với, ngang tầm mắt, và chúng ta thậm chí có thể chia nhỏ một cái kệ sách lớn đó ra thành nhiều cái section kệ sách khác rải rác ở trong nhà, để chúng ta giảm tải cho cái khối lượng sách ở một nơi là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có thể dễ dàng đi tới đâu cũng có thể bóc được cái cuốn sách đó ra. Jess tin là như vậy thì sẽ khuyến khích được cái sự đọc ở trong nhà nhiều hơn nữa. Cái điểm số 5 đó là những cái sản phẩm đồ gỗ, cái bề mặt mờ tối màu mà nó trơn nữa kìa, nó sẽ rất là dính vân tay và cái đó rất khó xử lý. Có nghĩa là các bạn có thể lau nhưng mà nó sẽ không có hết hẳn, và dần dần theo thời gian nó sẽ thành cái vệt bợt bợt, đặc biệt là trên những cái bề mặt như là cánh tủ mà chúng ta hay đụng vào này, hay là bề mặt bàn. Thay vì vậy, nếu như các bạn thích những cái màu tối và bề mặt mờ lì á, thì có thể sử dụng những cái bề mặt mà nó có vân gỗ. Thì khi mà nó có một ít vân á, thì nó sẽ giảm thiểu cái việc là chúng ta nhìn thấy cái vân tay của mình, và cũng giảm thiểu cái việc mà bám cái độ ẩm vân tay của mình lên. Thực ra cái mà cần thiết nhất nó là cái bếp của chúng ta là cái thứ mà chúng ta đụng rất là nhiều. Mấy bạn mà mua cái tủ lạnh màu tối á, mà bề mặt nó tối hù luôn á, các bạn đụng cái vân tay lên các bạn cũng sẽ hiểu. Hoặc là những cái tủ lạnh mà màu chrome inox á, nhưng mà nó có cái bề mặt matte, cho dù là có handles, có tay nắm, thì các bạn vẫn thấy được là cái xu hướng mà đụng cái bàn tay mình lên cái bề mặt là cũng rất là nhiều. Vì vậy nên các bạn nên hạn chế sử dụng cái loại bề mặt này ha. Món đồ số 6 mà theo Jess là không có tính ứng dụng cao mà nó còn gây khó chịu nữa, đó là những cái tay nắm T-bar. Có nghĩa là những cái tay nắm mà nó có hai cái đầu lòi ra như vậy nè, tay nắm cửa, tay nắm tủ, tay nắm ngăn kéo, tất tần tật, thì nó sẽ rất là khó chịu ở chỗ các bạn đi qua các bạn dễ đụng nó, và khi đụng nó thì rất là đau. Và thứ hai nữa là quần áo của chúng ta dễ bị móc vào nó. Bản thân Jess là fan của tay nắm rời. Tuy nhiên là khi mà các bạn chọn tay nắm rời, thay vì các bạn chọn T-bar thì các bạn hãy chọn những cái tay nắm mà nó close gap luôn, tức là nó thành một cái lúp. Ngoài cái tay nắm T-bar mà Jess vừa mention thì có một loại tay nắm mà Jess nói ra thì chắc là sẽ có nhiều bạn phản đối. Tuy nhiên đây là cái ý kiến riêng của Jess, đó là tay nắm vát cạnh 45 độ và tay nắm âm vát cạnh. Những cái loại tay nắm vát cạnh là một trong những cái loại tay nắm mà phổ biến nhất của đồ nội thất được sử dụng ở Việt Nam. Theo kinh nghiệm của Jess là như vậy. Jess hiểu cái ưu điểm của nó, đó là chúng ta tránh phải cái việc là lắp tay nắm rời nhìn nó không có được minimalist. Thì khi mà dùng tay nắm vát cạnh 45 độ thì chúng ta sẽ thấy được một cái tủ nó seamless hơn. Tuy nhiên để chúng ta mở được cái tủ đó, chúng ta sẽ phải dùng cái lực nhiều hơn so với lại tay nắm rời hay là những cái loại tay nắm khác. Khi mà chúng ta cầm vô nó để chúng ta kéo ra, tay nắm vát cạnh 45 độ hay là những cái tay nắm mà nó âm vô mà chúng ta phải grip vào đó để kéo ra, khi mà mình sử dụng nhiều quá, nhất là trong nhà bếp á, thì nó sẽ rất là khó chịu, tại vì mình sẽ phải dùng một cái lực mạnh hơn bình thường để mình kéo nó ra. Chưa kể là tay mình nè, mồ hôi nè, tạp chất nè, những cái đồ mình đang làm bếp nè, dính với lại cái bề mặt đó, cộng thêm cái vết keo còn sót lại, hoặc là cái vết keo theo thời gian nó sẽ dần dần nó đẩy ra khỏi nẹp chỉ của cái tủ đó. Vì vậy nên Jess thường là không sử dụng hoặc là hạn chế sử dụng cái loại tay nắm này. Vậy thì thay thế bằng gì? Nếu như các bạn hoàn toàn thích minimal của những cái cánh tủ mà nó không có tay nắm rời, thì các bạn có thể xem xét những cái loại tay nắm tip on cho các cánh tủ, hoặc là những cái loại ray kéo điện chúng ta chạm vào mà cho nó bật ra thôi. Hoặc là các bạn có thể xem xét những cái loại tay nắm, Jess tạm gọi là bán âm đi, hoặc là có thể là half moon handle. Khi các bạn nhìn thẳng thì các bạn vẫn thấy cái cánh tủ của các bạn rất là seamless, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể cầm vào tay nắm và kéo nó ra. Một loại tay nắm nữa mà tụi mình cũng sử dụng trong tủ vật liệu của tụi mình mà nó rất là tiện dụng, đó là tụi mình khoét luôn một cái lỗ để chúng ta có thể đưa cái ngón tay vào cái lỗ đó và chúng ta kéo cái cánh tủ ra hay là kéo cái ngăn kéo ra một cách rất là effortless, không cần cố gắng nhiều mà rất là hiệu quả. Món đồ số 7 đó là những cái window seat, những cái ghế bench, ghế cửa sổ.
Nếu mà 10 cái căn nhà mà Jess làm á, thì hết 6 đến 7 căn nhà là yêu cầu có một cái ghế kế bên cái cửa sổ. Và đặc biệt là các bạn thích ở trong phòng ngủ có một cái như vậy. Thì cá nhân Jess á, cảm thấy là thứ nhất, cái ghế này nó không thoải mái khi mà ngồi lên. Cái mà mình thường thấy nhất là một cái bench cứng ngắc và một cái tấm nệm cũng cứng luôn, vuông vuông. Mặc dù là mục đích từ đầu của cái ghế đó nó rất là dễ thương, là để ngồi nhìn ra cửa sổ hoặc là để ngồi đọc sách ở trong phòng ngủ. Tuy nhiên các bạn hãy tưởng tượng một cái thực tế là nếu mà cái ghế đó kế bên cái giường ngủ thì thực sự là mình sẽ ngồi trên cái giường ngủ mình đọc sách. Và một thứ nữa là các bạn hãy tự hỏi bản thân mình là nếu như các bạn có một cái ghế như vậy ở trong phòng ngủ thì mọi người có dễ dàng biến nó trở thành một cái chỗ để đồ hay không? Tại vì đã rất là nhiều trường hợp cùng nó chỉ là một cái chỗ để đồ rất là luộm thuộm thôi. Các bạn hãy thực sự mua một cái ghế đọc sách để kế cái cửa sổ đó. Thì như vậy nó sẽ làm cho cái căn phòng mình stylish hơn rất là nhiều, có một cái sự tự do phóng khoáng hơn, cái ghế của mình ngồi một cách thoải mái hơn, có nhiều kiểu dáng hoa văn để lựa chọn mà chúng ta không có bị ép mình vô một cái thanh bar. Thì yes, các bạn hãy xem xét khi mà đưa ra cái đề bài này cho designer ha. Món đồ số 8 ở trong cái danh sách này đó là những cái side table mà nó có trọng lượng quá nặng. Đối với bản thân Jess, cái side table nó phải phục vụ được cái mục đích là nó khiến cho mình không có phải với tay đi quá xa khi mà mình cần grab một cái món đồ nào đó. Nó phải ở kế bên mình, mà không phải lúc nào mình cũng ngồi ở cái vị trí này. Vì vậy nên cái side table thường xuyên là để Jess mang tới mang lui, vì vậy cho nên nó cần phải nhẹ. Jess ví dụ như đây là một cái mà Jess gọi là cái side table. Khi mà Jess ngồi ở đây á, thì Jess sẽ sử dụng cái bàn này. Vì vậy nên là nhiều khi Jess xích vô cái trong cái góc này để Jess tựa lưng ở góc này thì Jess cũng có thể dễ dàng mang nó vào. Thì cái bàn này của Jess á, cái chân của nó được làm bằng inox rỗng thôi, trọng lượng của nó rất là nhẹ. Còn cái mặt bàn á làm từ rác thải ép vào. Sản phẩm này của Plastic People, highly recommend cho các bạn có thể tham khảo. Plastic People là một cái đơn vị thu gom và sản xuất tái chế rác thải trở thành những cái bề mặt nội thất rất là đẹp, và các bạn ấy làm việc rất là chăm chỉ để cho ra rất nhiều cái bề mặt khác nhau. Clip này không phải để quảng cáo cho Plastic People, mà Jess bản thân mình là fan của các bạn đó, vì mình hiểu được cái vấn đề về rác thải và cái việc ứng dụng của rác thải nó khó khăn như thế nào, và những cái khó khăn đó gặp phải trên cái con đường mà các bạn làm, các bạn cung cấp sản phẩm. Jess có thể giới thiệu thêm cho các bạn một thể loại side table khác mà Jess thường xuyên sử dụng. Xin lỗi, mình phải bê nó lên để cho các bạn hiểu là nó rất là nhẹ mặc dù nó làm từ gỗ tự nhiên. Thì đây là một cái side table mà có tính ứng dụng rất là cao, nó có thể bê tới bê lui được. Sản phẩm này từ gỗ tự nhiên từ một đối tác rất là yêu thích của các studio là Muri là một cái xưởng gỗ tự nhiên mà có tâm nhất Jess đã từng làm việc chung. Ở đó có những cái máy móc rất là tối tân và các anh ấy làm mà vì cái tâm của mình thôi, các anh ấy không có làm sản phẩm công nghiệp hay là các anh ấy không có làm cho nhanh hay là cho nhiều, mà mỗi sản phẩm đều là một cái tác phẩm hết. Thì đây cũng là một cái chỗ mà Jess muốn recommend cho mọi người có thể tham khảo. Side table đối với Jess là một sản phẩm không thể thiếu khi mà chúng ta ngồi và làm việc hay là bất cứ một cái gì đó, nó có thể đựng laptop, ly trà, ly nước. Nếu mà xét về tâm lý học á, khi mà một người hướng nội chẳng hạn, Jess ví dụ ngồi ở trong một cái ghế để nói chuyện với tất cả những người bạn hay những người khách của mình á, thì có một cái side table kế bên nó cũng giống như có một cái người bạn kế bên mình pat mình ở trên vai. Ok, yên tâm đi, tao ở đây, tao support mày. Vì vậy cho nên là đây cũng là một sản phẩm mà Jess thường hay đưa vào thiết kế. Side table cũng là một cái để cho cái tay của mình nó đỡ awkward trong các cái cuộc trò chuyện á. Hãy chọn những cái side table mà nó functional và nó không có quá nặng để bê tới bê lui. Sau 8 điểm vừa rồi thì nếu các bạn có kinh nghiệm cá nhân và không đồng tình với bất kỳ điểm nào trong 8 điểm mà Jess vừa rồi thì vui lòng chia sẻ lại cho Jess biết nha. Tại vì có thể là mình cũng sẽ học được từ các bạn rất là nhiều thứ. Chưa kể là nếu như các bạn bổ sung vào cái list của mình nữa thì đừng có quên cho tụi mình biết ở dưới comment nha. Đừng quên cho Jess xin một nút like, chia sẻ thêm cho nhiều người biết tới những cái nội dung như vậy. Subscribe cho Cat để tụi mình có thể có thêm động lực phát triển kênh hơn nữa. Chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn mọi người ở tuần sau.